Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và hôm qua thì mình đã có được những cái mẫu hóa thạch đầu tiên. Thế nhưng mà mình vẫn chưa có tìm được bất kỳ một cái DNA khủng long nào sau khi phân tích hết. Khá là đáng tiếc luôn. Và hiện tại thì mình đang còn dư 4 cái hóa thạch nè. Mình sẽ thử vận may thêm một lần nữa để coi coi 4 cái hóa thạch còn lại của mình sẽ cho mình những cái vật phẩm gì đây. Liệu rằng mình có được một cái DNA đầu tiên hay không? Yes! Cuối cùng thì mình cũng có được DNA của một loài khủng long đầu tiên rồi. Có tên là Stegosaurus. Wow! Quá là may mắn luôn á chứ. Tiếp tục nào. Có vẻ là hết may mắn rồi, mình đã dồn hết vào cái DNA này rồi. Mà tiếc quá, phải chi đó là DNA của khủng long bạo chúa thì hay nhờ. Mà không sao. Dù sao thì mình có được DNA trong ngày hôm nay cũng là một cái gọi là thành tựu nho nhỏ của mình rồi đó. Bước đầu á nha. Và hôm qua thì mình có kiểu như khá là vất vả khi mà đột nhập vào một cái công trình dưới lòng đất. Vậy nên là hôm nay mình quyết tâm mình sẽ phục thù cái công trình đó mới được. Mà trước khi phục thù thì mình cần phải mặc full giáp trước rồi đã. Mình đang thiếu cái quần á. Không có cái quần là cũng hơi yếu. Rồi giờ thì có cái quần là bớt yếu rồi nè. Nón thì mình sẽ nâng cấp thành nón sắt luôn. Đầu tư một chuyến mới được. Rồi full giáp luôn nha. Tới công chuyện thôi. Ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm thức ăn nữa. Để có gì bọn chúng đánh mình, mình còn có thức ăn để hồi phục. À, mà không thể thiếu đó là một cái khiên. Mình sẽ làm thêm một cái khiên tốt đi. Bằng sắt thì sao? Không biết mình còn đủ sắt không? Hình như mình không đủ sắt rồi. Định làm một cái khiên bằng sắt luôn á chứ. Nhưng mà thôi, không đủ thì mình dùng khiên gỗ chắc cũng không sao. Mình sẽ làm tạm một cái khiên gỗ xài tiếp. Này. Rồi, giờ thì lên đường và phục thù cái mối thù hôm qua thôi. Đụng vô ai chứ đụng vô mình là mình nhớ hơi bị dai á. Rồi, mình đã trở lại cái công trình hôm qua rồi nè. Những khúc xương mà bọn chúng bị mình đánh rơi ra vẫn còn. Được, mình sẽ lượm về, có gì mình trao đổi với cái người khảo cổ học. Thế nhưng mà bọn chúng đã biến mất gần hết rồi. Vậy thì tốt quá. Mình sẽ vô đây để loot đồ coi. Nó cho mình những cái quả gì nè. Và một cái đôi cánh gì nữa. Và hạt đậu thần. Khá là nhiều đồ luôn. Bên đây thì có thêm cả một cái rương nữa. Để mình lút thử. Một cái xẻng gia tài cấp độ 3. Dạ vậy. Một cái nón sửa chữa luôn nè. Trời, VIP thiệt sự. Chưa gì mình đã có được dụng cụ kim cương miễn phí rồi. Nhưng mà mình đang bị chặn đường. Đi vào chỗ khác. Bên kia không biết là có cái rương hay không mà sao có nhiều quá vậy. Bên này thì cho mình kiếm ngọc lục bảo. Với cả là sách nữa nè. Một cái gậy nữa. Được quá ta. Ở dưới còn một cái rương cuối cùng. Ý, Nó có bom. Ây da. Ui may thế, mình dùng khả năng loot đồ thần tốc của mình. Mình đã lấy được hết số đồ ở dưới rồi. Hên thiệt sự. Nó cho mình một trái tim chà ba lửa nè. Một trái bom. Một quyển sách. Ok. Nói chung là đồ cũng được á. Rồi, và như vậy thì công trình này có vẻ là hết đồ rồi. Nó chỉ cũng cho mình một vài món đồ mà mình vừa nhặt thôi. Chưa chắc đâu. Tầng trên nó vẫn còn một cái rương nữa. Được. Mình sẽ lút luôn cái rương này. Nhưng mà trước tiên cần phải tiêu diệt mấy con xương trước cái đó. Ý, mà không hiểu sao nó cứ spawn ra hoài ấy nhờ. Không biết là cái spawner nó giấu ở đâu ấy. Nó cứ spawn ra liên tục kìa. Ây dù, nó mấy con xương này bắn đâu thì cái chứ. Rồi, xử nó xong rồi. Đây là cái rương cuối cùng và nó sẽ cho mình găng tay leo núi nè. Một cái đuốc tự động.
Và một cây kiếm có dòng nhạc ba luôn. Ok, mình lấy hết. Đã vô công trình này đánh đổi bằng máu thì mình sẽ không có bỏ lỡ đồ đâu. Lượm tất cả luôn. Vậy là mối thù với cái công trình này đã được giải quyết xong à. Bây giờ chắc mình nên chuồn đi và tiếp tục khám phá cái công trình còn lại ở trong này thôi. Ê, đây là cái con Slam mà nãy giờ nó nhảy bẹt bẹt đó hả? Người hơi bị ồn rồi đấy, Slam à. Này thì Slam màu tím nè. Để coi con Slam tím này sẽ cho mình cái gì sau khi mình farm. Ê, mình có cây kiếm nhạc. Để mình lấy nó mình chặt thử coi. Ồ, nó rơi ra mấy cái bột nhuộm hả? Mèn đất ơi. Tưởng đâu rơi ra bóng chất nhờn chứ. Con Slam nó chỉ rơi ra bột nhuộm màu tím mộng mơ thôi. Ây da. Nữa nè. Ồ. Và có một cái hay đó chính là cái đuốc tự động mà mình vừa nhặt được. Nó sẽ tự động cắm đuốc cho mình cơ. Tức là tới nơi nào tối tối thì nó sẽ tự động cắm đuốc luôn. Mình nên tắt nó đi. Bây giờ chưa cần lắm. Ừ, hồi nãy trong cái mớ đồ mà mình nhặt được á, mình có lượm được một cái vật phẩm có tên là Piston Scepter. Cái này nó có công dụng giống như là piston vậy, nhưng mà mình có thể dùng tay để kích hoạt. Nè, mình có thể đẩy một bột khối bất kỳ nó đi thì về một hướng nhất định. Khá là hay luôn. Được rồi nha, cái này mình sẽ dùng trong một số trường hợp cấp bách đấy. Ờ, không biết nó có đẩy được mấy cái khối như là hắc diệm thạch hay không ta. Ừ, cũng tò mò ghê luôn. Một xíu mình sẽ tìm thử. Ồ, ở đây nó có cảm hóa thạch à. Ok. Đào luôn. Mà cúp mình cũng gần hư mất rồi. Thế nên là chắc mình cần phải làm một cái lò nung liền mới được. Nung sắt ra luôn. Chắc mình phải đi kiếm kim cương sớm thôi chứ. Xài cái cúp sắt mình đào hóa thạch nó mau hư quá. Nhà khó có học, thế nên là đào bới rất là nhiều luôn. Đây, trước mắt là mình làm trước một cây cúp đi. Biết đâu bất ngờ với cây cúp này mình lại đào được cả đống kim cương thì sao. Bữa nay chắc vừa tìm thêm hóa thạch nè. Và mình sẽ vừa tìm thêm cả kim cương nữa. Để còn chuẩn bị cho những cái công cuộc nâng cấp về sau. Ui ui, đằng kia sao có cây kiếm mấy sao đây. À, cây kiếm một sao không sợ đâu. Với cả nó không có đánh mình, trừ khi mình đánh nó thôi. Thế nên là tốt nhất là không nên đụng vô nó. Ở trên kia mình thấy có hóa thạch kìa. Đó, lượm liền. Được 4 cái bio fossil luôn. Quá tuyệt. Tí nữa thì mình bỏ sót ở trên đây có một chỗ hóa thạch cũng khá là bự nè. Được cỡ 1, 2, 3, cỡ 3. 3 cục hóa thạch. Cái gì? Nó còn cho mình một cái mảnh gì kìa. À, nó cho mình một cái thanh kiếm cổ xưa nhưng mà đã bị vỡ rồi. Thanh kiếm này thì mình có thể sửa lại từ cái bàn của nhà khảo cổ học này. Ý? Được nha. Quá là đã luôn. Wow, vô tình lại có thêm một cái vũ khí rồi. Vũ khí cổ xưa luôn á. Cái khe nước này thì mình cũng đã khám phá gần hết rồi. Vậy nên là giờ thì chắc nên đi sâu xuống dưới lòng đất hơn. Ôi ơi, nhưng mà vừa xuống thì mình gặp con quái gì lạ vậy? Ôi, con quái gì mà có văn tự cổ vậy? Ây da, con xương này hung dữ vậy. Ui, trong đây nó trâu lắm. Cái gì mà quýnh... À không, không phải nó trâu đâu, tại do mình yếu đấy. Oh my god, thiệt. Đánh với con xương 500 hiệp mà không hạ được nó này. Khốn kiếp thiệt chứ. Rồi, ok. Wow, quyển sách này nguy hiểm quá. Mày hạ quyển sách này thôi. Ý. Ồ, quyển sách vô hạn. Tốt. Vô trong tiếp nè. Wow, đằng kia là con Slam táo vàng kìa. Bên trong của nó là một trái táo vàng khổng lồ luôn. Mình sẽ tiêu diệt nó để lấy táo vàng. Có đúng như vậy không ta? Kiếm nhạc đâu? Thử coi. Ây. Trời, đằng kia có con xương. Con xương gì ghê vậy? Yêu. Đau quá. Ai. Con xương mạnh quá.
Trời, con Sương nó xài cái móc gì kìa, nó quýnh mình đau ghê luôn. Con này đi xuống dưới. Con Sương chết tiệt. Nó một sao mà nó mạnh như vậy rồi. Wow. Sợ quá. Nè con Sương nè. Này thì con Sương hai đầu. Mình sẽ hạ nó. Trời ơi, nó có cái vũ khí móc móc gì á, rất là thốn luôn. Nhặt táo vàng vô, nhặt táo vàng vô. Ý, tuyệt vời. Dậu ở đây. Nè, vũ khí của nó, có tên là Kunai. Đó, mình sẽ phóng về phía trước. Mà cái hang này có vẻ khá là nguy hiểm ấy nha. Không có mất tập trung được đâu. Kiếm mình cũng gần hư rồi kìa. À, mấy con quái đây nó trâu quá. Chết rồi, mình yếu quá rồi. Trời đất ơi. Rồi mình gấp nó nè. Nhưng mà đông quá, không chơi được đâu. Mình nên dùng cách là ly gián nó, dụ nó qua đây. Có gì nữa vậy? Đây là cái gì? Ấu. Hỗn chiến ở dưới công trình này rồi. Ý, mình thấy con rương. Đi ra chỗ khác mấy con nhện chống kiếp. Mình sẽ dùng kunai để móc nó. Ui. Thôi, không chơi với nó đâu. Ui, đây là Reaper. Khó khăn cho mình quá. What the. Trời ơi. Reaper nổ xa như vậy mà mất cả đống máu luôn kìa. Quá là nguy hiểm luôn. Rồi, cái này là cái rương 7 nữa chứ. Bom nổ. À, khó khăn quá đi. Mình rất là yếu luôn rồi. Có vài con quái thôi mà nó đánh mình không trừ phát nào. Thôi bây giờ tốt nhất mình nên nhịn á. Mình kệ nó. Lo làm đúng cái nhiệm vụ của mình là một nhà khảo cổ học thôi. Chứ ngựa mà đi solo với quái vật là không lại đâu. À, ở đây có hóa thạch luôn nè. Ồ, mình đào ra được cái đầu lâu luôn. Wow. Tốt á. Bỏ túi liền. Rồi, đào tiếp. Mình cần đào xuống sâu hơn. Hy vọng là mình sẽ gặp được một cái hang mới nó an toàn hơn nè. Và cho mình nhiều khoáng sản. Trong đó có cả kim cương nha. Mình đang rất là cần kim cương luôn á. Ý. Khoan. Ồ, ở đây mình gặp được một cái cục, cái này gọi là cái băng vĩnh cổ. À, kiểu như là băng vĩnh cổ thời kỷ băng hà hay sao á. Ồ, mình được một cái cục thịt. Wow, cục thịt này mạnh đó nha. 8 sức tấn công lần nè. Nó là một cái vũ khí á. Được luôn. Xíu mình sẽ cầm cục thịt này để mình đập mấy con quái. Không biết có ăn được không nữa. Mà chắc ăn là gãy răng á. Tại thì thịt đóng băng mà. Wow, không ngờ ở dưới hang lại có những cái cục đó luôn á. Rồi, mình đã xuống một cái hang sâu hơn rồi. Ủa, nhưng mà vẫn có quái vật. Mình sẽ lấy cái này mình đánh. Đánh mấy cái quyển sách này. Ây da, người lùn đánh mình nữa. Này thì người lùn đánh mình hả? Ừ, lại có thêm một cái cục băng vĩnh cửu nữa kìa. Lần này thì gơi ra đá thôi. Nói chung đồ của nó thì cũng hên xui lắm. Cuối hang thì có thêm được vài chỗ hóa thạch. Cũng khá là ok. Quá trời quá đất luôn. Ê, mình được một cái mảnh xương gì vậy? À, đây là một mảnh xương của Spinosaurus. Vậy là khi mình đào hóa thạch thì mình vẫn có cái xác suất nho nhỏ nhặt được những cái mảnh hóa thạch nhỏ nha. Thôi được rồi, có thêm động lực rồi đó. Và những cái mảnh này thì mình hoàn toàn có thể dùng nó để phân tích ra, và nó sẽ có cái phần trăm cao hơn là ra được những cái DNA của cái loài khủng long đó nè. Ừ, vậy là mình đã có cách để tăng cái tỷ lệ gặp được những cái DNA khủng long rồi. Ok. Rồi, và cái hang này thì nó là một cái hang cục rồi. Chắc phải tìm một cái hang khác quá. Ừ. Đây thì sao? Đây thì ok, cũng có thêm biofossil đồ nè. Kể cả những cái... Ồ, ở đây có hai loại nha. Đây là đá băng. Và đây là đá băng vĩnh cửu. Wow. Rồi ra xương.
Để coi đá băng vĩnh cửu có rơi ra hóa thạch không. Ồ, có vẻ là không rồi. Toàn rơi ra mấy cái khúc thịt thôi. Ồ, mình đã tới một cái công trình nè. À. Ê, dưới này là một cái công trình khác. Mình sẽ liều mạng xuống đây luôn. Liều luôn. Không biết là có rương hay không ta. Mình chưa thấy cái rương nữa hết. Nhưng mà mấy con xương ở đây nó hung hăng quá. Đập liền, đập liền, đập liền cái spawner của nó. Hai cái spawner liền. Rồi, và dưới này nó có rất là nhiều sách và một cái rương cơ. Quê được nha, cái gì chứ. Bây giờ mình đang cần sách để làm bàn cường hóa lắm luôn á. Dưới này đóng quá. Ui, dưới này đóng lắm luôn. Ôi, không ổn rồi. Yêu. Không ổn, không ổn. Mình cần chuồn lên trên. Lên trên, lên trên, lên trên. Ý, tí nữa thì đi rồi. May thiệt chứ. Cái cục thịt này tuy nó có đam cao nhưng mà mình đánh nó không có mạnh lắm đâu. Chắc mình sẽ chuyển sang dùng kiếm đi. Ngựa ngựa, bài đặt xài cái cục thịt đóng băng hả? Tí nữa thì toan rồi. Ây da. Rồi, và sau vài đường kiếm thì số lượng quái vật ở dưới khu vực này đã giảm hơn rồi. Mình có thể dễ dàng khám phá hơn rồi đó. Ui, trong đây vẫn còn nha. Tiêu diệt nó thôi. Đây nữa. Xong. Ủa, ở đây nó còn có công tắc gì nữa nè. Cái này chắc để trang trí thôi. Coi rương nào. Một cái rương cực dạo luôn. Nhưng mà cái áo này nó có cái lời nguyền. Oh no. Không tốt tí nào. Cái rương này thì sao? Để mình coi coi. Rương này thì có kim cương. Kim cương máu. Và thêm cả sách nữa. À, mình thấy cái, mình thấy cái chỗ spawner rồi. Mình biết nó đặt ở đâu rồi. Nó đặt dưới này. Đúng không vậy? Ủa sao nãy mình thấy cái hiệu ứng nó trong đây mà ta. Đây nè, đây nè. Spawner nó giấu ở mấy cái góc nha. Rồi, ok. An toàn rồi đó. Và kim cương máu này thì mình vẫn dùng được giống như là những viên kim cương bình thường thôi. Thế nên là mình sẽ lượm luôn. Bên đây còn một cái rương cũng bị giấu nữa nè. Coi thử. À, nó chỉ có sách thôi. Ok, vậy thì mình sẽ lấy toàn bộ sách ở đây mang về. Dù sao thì trong tương lai mình cũng sẽ làm cái chỗ cường hóa mà. Những số sách này nó sẽ giúp ích được cho mình đấy. Lấy về nốt luôn. Wow, tính ra cái chuyến đi khảo cổ lần này hơi bị bội thu á nha. Đồ mang về cũng khá là nhiều á. Bây giờ mình về thì mình thấy có một cái vật phẩm có tên là Enderwing Rim. Cái này thì mình có thể dùng một cái. Là mình về nhà liền được nè. Và nó có thể dùng tới tận là 8 lần nữa cơ. Một lần nó sẽ tốn 2 điểm đồ bên. Yeah, cái này tốt nha. Cái này chắc phải mang theo bên người để muốn biến về nhanh thì sẽ giúp ích được mình á. Rồi, và sau khi về thì mình sẽ thử vận may lại thêm một lần nữa. Từ những cái biofossil mà mình tìm được nè. Lần này thì nhiều hơn ngày hôm qua khá là nhiều nè. Để coi coi mình sẽ có được những cái mẫu hóa thạch mới. À không, những cái mẫu DNA mới hay không. Có rồi. Ý, lần này mình có DNA của Bachycephalosaurus. Hai cái mẫu DNA luôn. City Party nè. Rồi của Bachycephalosaurus. Hai loài khủng long khác nhau luôn nha. Ồ, bữa nay mình hên vậy. Wow, quá là một ngày may mắn của mình luôn á. Thêm một cái DNA của ốc anh Vũ. Wow, DNA của một loài ốc thời tiền sử. Được luôn. Nhưng mà một lúc sau thì có vẻ là hết may mắn rồi. Mình không còn tìm được bất kỳ cái DNA của khủng long nào khác hết. Ồ, khá là nhỏ nha. Thôi nhưng không sao, mình đã có thêm được tới tận 4 cái mẫu DNA là thấy rất là hên rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ để ý tới cái mô hình hóa thạch của khủng long bạo chúa một xíu.
mình sẽ cho thêm xương vào để cho cái mô hình này nó ngày càng giống thật hơn. À, cái này mình sẽ dời qua đây xíu đi, tại giờ nó bự hơn rồi. Đó. Đây chưa phải là kích thước bự nhất đâu, mình vẫn còn cho nó bự thêm được nữa nè. Tại vì loài khủng long bộ chúa thì sẽ rất là bự mà. À, mà tiếc cái là mình không có cưỡi được nha. Mình mà cưỡi được cái hóa thạch này là sẽ rất là ngầu ấy. Rồi xong luôn rồi. Bên đây thì nó cũng đã phân tích hết và không có bất kỳ một cái mẫu hóa thạch khác nào nữa. Ừ, bây giờ mình đang rảnh thì mình sẽ ngồi mình nâng cấp mấy cái công cụ phục vụ cho cái nhu cầu của mình đi. Chẳng hạn như là lò nung nè. Lò nung thì mình có thể nâng cấp thành những cái lò nung nó tốt hơn, như là lò nung bằng sắt chẳng hạn. Mình sẽ cần sắt bao bọc xung quanh nè. À, hiện tại chắc mình chỉ nâng được lên lò nung sắt thôi, chứ vàng thì mình chưa có nhiều lắm, hầu như là không có luôn. Nghèo rồi, lập cuộc khổ nghèo rồi. Làm trước một cái lò nung sắt trước nè. Đây, để coi tốc độ nung của lò nung sắt nó sẽ khá hơn là bao nào. Đây, đồng thời là 8 cái quặng nha. Mà coi. Có vẻ là lò nung sắt sẽ có tốc độ nấu gần như là gấp đôi so với lò nung bình thường. Đáng đầu tư nha. Xịn. Trước khi tiếp tục cái công việc đi tìm thêm hóa thạch thì mình nghĩ là mình nên hoàn thành xong cái ngôi nhà của mình đi. Tại vì trong tương lai mình còn xây thêm những cái chỗ để mình nuôi khủng long nữa mà. Thì lúc đó sẽ khá là bận rộn ấy, nên bây giờ mình sẽ tranh thủ lúc mình còn hơi rảnh một xíu nè, đầu tư luôn một cái ngôi nhà cho nó chỉnh chu. Và gỗ thì chắc mình vẫn sẽ dùng gỗ của cái cây Jacaranda này để mình làm mái luôn, cho nó đồng bộ thôi. Cái cây này thì mình phải đi tìm á. Nó là mấy cái cây đen đen này nè. Ui, nhưng mà lúc đầu mình xây cái nhà này mình quên tính toán rồi. Cái phần mái bên đó nó sẽ bị so le với cái phần mái bên đây nè. Ủa gì đấy con nhỏ này? Bắn cái gì? Người từng tưởng người một sao là ta ngán nha. Không có ngán ngươi đâu. Ồ, lúc đầu mình quên tính cái phần mái này sao cho nó cân đối rồi. Giờ chẳng lẽ cái mái này nó cao hơn cái mái bên kia thì nhìn nó nó kỳ cục lắm. Giờ sao ta? A few moments later. Vậy thì mình đành phải biến cái điểm bất lợi thành cái điểm đặc biệt luôn chứ biết sao giờ. À, mình sẽ cho khu vực này làm cái khu vực giống như là mình trưng bày cái hóa thạch của khủng long bạo chúa lên trên. Kế hoạch của mình là như vậy. Đây, mình sẽ đem cái bộ hóa thạch này lên trên cái đó. Mình sẽ đặt ở cái hướng nào ta? Cái hướng nào mà mình dễ nhìn thấy nhất nhờ? Hướng này. Này được chứ? Ngay đây đi. Đổi hướng lại. Ồ, nhưng mà hóa thạch của khủng long bộ chúa hiện tại hơi nhỏ. Phải cho thêm xương vào để cho hóa thạch nó bự hơn mới được. Mình còn một ít xương nè. Cho vô. Không biết là có đủ kích thước để có thể nhìn thấy từ xa hay không đây. Ồ, có vẻ đây là kích thước bự nhất của khủng long bộ chúa rồi. Mình hết có thể tăng kích thước rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn khá là bé nha. Không bự như mình tưởng. Nhưng mà không sao, ít ra thì cái phần mái đã đỡ kiểu ngố hơn rồi. Nhưng mà đừng có nhìn từ bên hông nha. Nhìn từ bên hông nó vẫn ngố thôi. Trời ơi, lần đầu mình xây một ngôi nhà mà mình quên tính toán cái chuyện xây mái luôn á. Sau khi chỉnh sửa hết thảy thì bây giờ ngôi nhà của mình sẽ có cái diện mạo giống như vậy. Ở phía trên thì mình đã thay lại bằng thủy tinh rồi, để có gì ở dưới mình vẫn có thể nhìn ngắm được cái bộ hóa thạch khủng long bạo chúa mà mình có được ngay từ ngày đầu tiên. Đấy, trông cũng rất là đẹp luôn. Rồi, vậy là bây giờ thì nơi ở của mình đã chính thức hoàn thành rồi. Giờ thì chắc mình ngủ giấc á. Thức cả đêm để làm cho xong cái ngôi nhà ấy chứ. Ngày mới thì mình sẽ dành một chút thời gian còn lại để mình đi khám phá một tẹo đi nha. Chưa, từ. Bình tĩnh nào. Ây da, con này nó có cái hiệu ứng hút mình vô gần đó. Khó chịu thiệt chứ. Lại là cái quyển sách tự động nấu đồ này. Được quá ta. Mình nghĩ coi mình nên đi về hướng nào ta. Ban đầu mình xuất phát là từ hướng kia. Vậy nên là bây giờ mình sẽ đi về hướng ngôi làng đi.
Có vẻ là đi về hướng ngôi làng mình sẽ gặp thêm được nhiều thứ mới nữa đấy. Chẳng hạn như là những cái hòn đảo bay cơ. Mình không biết là trên những cái đảo bay đó nó sẽ có những cái món đồ gì ý nhờ. Mình cũng khá là hay gặp mấy cái hòn đảo bay đó đấy. Thôi được. Mình sẽ chặt một ít cây rồi mình trèo lên đó coi thôi, coi trên đó nó sẽ giấu cái gì nha. Biết đâu bất ngờ ẩn trển nó cho mình cả đống hóa thạch khủng long rồi sao. Nè gần tới rồi nè. Để coi coi. Ồ, nó có chim. Trên này chỉ có chim thôi. À ra là vậy, trời đất ơi. Ngoài ra thì mình còn phát hiện thêm một cái hang có hóa thạch khủng long nữa nè. Gặp là mình sẽ nhảy xuống mình đào liền, mình không có bỏ đâu. Bệnh nghề nghiệp, cái này gọi là bệnh nghề nghiệp đấy. Ôi da. Nào nào để người ta đào hóa thạch cái nào. Trời đất ơi, người ta đào có một tí hóa thạch thôi mà đánh người ta thấy ghê vậy. Trời ơi, tí nữa thì toang rồi. Tính ra làm nhà khảo cổ học là rất là nguy hiểm đó nha. Không có sung sướng gì đâu. Đây là mẫu hóa thạch của Megalosaurus. Đây là cái chân của một loài khủng long nữa nè. Wow, tuyệt cú mèo luôn. Bữa nay tính ra mình đào được hơi bị nhiều những cái mẫu hóa thạch riêng lẻ rồi đấy. Để coi coi còn mẫu hóa thạch riêng lẻ nào khác ở đây không. Nè đây nè. Ý, cái gì vậy? Ừ, ở đây nó còn có một cái javelin head. Ừ, cái này nó không có chỉ dẫn gì luôn đó ta. Có rất là nhiều thứ mới lạ nha. Ồ, cái này chắc mình phải từ từ mình nghiên cứu thêm mới được. Đây đây, còn một mẫu hóa thạch nữa. Ừ, bên này nó còn có một cái chỗ của một nhà khảo cổ học khác đang đào hóa thạch nè. Có nhà không? À, có nhà luôn. Mình có ít xương mình vô mình mua được không? À quên, mình không đủ xương. Tiếc thế, nhưng mà không sao, mình có thể bán một cái đầu lâu để mình đổi một ngọc lục bảo cũng khá là ok. Rồi, đây là cái bãi đào của người ta nè. Mình sẽ vô mình đào ké. Tranh thủ, cao thủ không bằng tranh thủ. Đào được hai chỗ rồi. Không biết còn không á. À hình như hết rồi, chỉ có hai chỗ hóa thạch thôi. Ơ, mà cái đầu lâu này đẹp quá ta. Cái này nó phát sáng luôn nè. Đây là một cái đèn ấy. Lụm về luôn. Nãy mình mới bán cái đầu lâu kia rồi, nên giờ mình phải lấy lại cái này mới được. Không thôi là bị lỗ á. Tham lam. Ừ, giờ mình cầm mấy khúc xương này mình mới nhớ. Lần mình mới bước vào thế giới á, mình gặp rất là nhiều chó sói luôn. Để bây giờ mình thử đi dạo một vài vòng coi mình có gặp thêm chó sói không. Mình sẽ thuần phục. Dù sao thì bây giờ mình có chó sói bầu bạn nè. Rồi đôi lúc chó sói còn trợ giúp mình trong những trận chiến nữa. Quá là hợp lý đấy chứ. Nhưng mà sao cánh rừng này có vẻ ít chó sói thế nhờ. Không gặp luôn. Ủa what? Khoan, mình gặp được cái công trình gì này. Nó nó còn có cái khối xanh xanh gì cơ. Chưa từ từ, để mình tiêu diệt mấy con dơ bay ở đây cái đã. Nó còn có cái thùng nữa. Nhưng mà mình không có chìa khóa để mở rồi. Tạm thời mình bỏ qua cái rừng kia đi. Giờ tập trung vào cái chỗ này trước rồi đó. Ôi, nó có cả bàn enchant luôn. Wow. Ê, chỗ gì xịn vậy? Lượm cái bàn enchant trước, tính sao? Nó còn có trống nữa này. Mình còn có thể đánh trống nữa. Lượm luôn. Rồi, bàn của nhà khảo cổ học. À vậy mình đoán đây là một khu vực của những nhà khảo cổ học nè. Xịn vậy. Lấy về. Mấy cái shipster lượm luôn. Và đây, đây là cái được gọi là culture vat. Cái này thì mình có thể dùng nó để mình đưa những cái hạt giống hoặc là những cái DNA của khủng long vào. Và mình có thể tạo ra được những cái quả trứng khủng long á. Đại khái đây giống như là cái máy ấp trứng vậy. Và mình có thể lấy về được nha. Yeah. Tuyệt vời. Tiết kiệm được một mớ nguyên vật liệu. Cũng hay. Còn có cái đầu lâu nữa nè. Lượm luôn.
Nói chung là vô đây là mình sẽ quét sạch hết luôn á. Còn gì khác không? À nó còn rương. Ê, nó còn có DNA của khủng long nữa nè. Wow, DNA của khủng long bạo chúa. Ê, đã vậy. Wow, quá trời DNA luôn. Rồi, chiếc này mình giàu to rồi. DNA của thằng lằn bay nữa nè. À, còn có những hóa thạch của khủng long nữa nè. Thời tới cản không kịp, thời tới cản không kịp. Ờ, còn có Biogu còn dư nữa. Xin luôn. Bên đây còn rương, liệu rằng có thêm DNA không? Wow, DNA của Megalodon. Nhiều quá, mình không lấy về hết luôn ấy. Chắc mình phải vứt bớt mấy thứ không cần thiết đi, thì mới có thể lấy thêm DNA về được á. Còn có một cái ta fossil nữa nè, dùng để tạo ra những cái DNA của những cái loài vật bị tuyệt chủng trong kỷ băng hà. Yeah, vậy là với đúng một cái chỗ này thôi mà mình đã giàu hơn hẳn luôn rồi. Thích ghê luôn. Ở trên nó vẫn còn rương nữa nè. Mình có nên trùng tu khu vực này làm cái viện nghiên cứu cho mình không ta? Nhưng mà cái này thì có vẻ nó khá là xa nhà mình ấy. Chắc một chuyến đi mình không lấy hết đồ được rồi. Phải đi hai chuyến mới được á. Và đây là nơi cao nhất. Quầy nó vẫn còn rương cho mình nha. Chỗ này đúng kiểu dành riêng cho mình luôn á. Toàn là những cái mẫu DNA mà mình hiện chưa sở hữu không à. Quá là đã luôn. Vẫn chưa hết à. Ê, ở trên tầng cao nhất nó còn chứa tới tận là ba cái loại kiểu như là máy ép trứng khác nhau nè. Cái này là máy ép trứng yếu, còn cái này máy ép trứng mạnh. Nhiều cái hay ho thiệt chứ. Nhưng mà chắc bây giờ mình phải về nhà mình cất đồ thôi, chứ giờ mình không có thể chứa thêm đồ được rồi. Cái chuyến đi này là hơi bị bội thu á nha. Cả đống những cái mẫu DNA được mình mang về luôn nè. Tạm thời mình cứ cất mấy cái mẫu DNA này vô trong đây trước đi. Rồi từ từ mình sẽ tiến hành hồi sinh lại khủng long thôi, vì mình đã có được những cái máy ấp trứng khủng long rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Và các bạn thử đoán xem mình sẽ hồi sinh loài khủng long nào đầu tiên đây. Và câu trả lời sẽ sớm có ở trong tập tiếp theo thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp trong cái hành trình xây dựng công viên khủng long. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.